Chói mắt quá, mình không thể chịu được. Yo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Yeah. Mình sẽ cập nhật cho các bạn biết bây giờ là mấy giờ. Xin lỗi các bạn, nhưng mà buổi sáng thì mình bị xoang, nên là mình sẽ nói chuyện trong cái góc kiểu tắc thở như thế này. Các bạn cố gắng nghe nhé. Vậy câu hỏi được đặt ra là mình dậy vào cái giờ này để làm gì? Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải qua một ngày gọi là một ngày nghỉ dịch điển hình của mình nhé. Quan trọng hơn cả, một ngày nghỉ dịch điển hình của mình thì sẽ không bắt đầu từ lúc 4:50 như thế này. Mình chỉ dậy sớm để thông báo cho các bạn rằng mình có thể dậy sớm. Đấy là nếu đi học ở trường thôi. Bởi vì mình phải dậy sớm để tắm rửa, ăn uống, rồi lên đồ các thứ. Chứ còn với một ngày nghỉ học, gọi là nghỉ dịch điển hình, thì mình sẽ phải dậy vào tầm 7:30. Thế nên tạm biệt các bạn, mình đi ngủ tiếp đây. A few moments later. Con thật làm kìa. Đúng bao giờ quên uống nước vào buổi sáng nhé. Mình không biết đấy, nhưng mà gì mình bảo là một cốc nước vào buổi sáng sẽ giúp cho mình thanh lọc cơ thể. Bởi vì mỗi ngày mình đều cố gắng uống 2 bình nước. Thế nên là công việc mỗi sáng sau khi thức dậy của chính là đi đổ đầy lại cái bình nước này. Tiết học đầu tiên của mình sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ mà bây giờ đã là 7:50 rồi. Nên mình sẽ không ăn sáng một cách đàng hoàng và mình sẽ lấy đồ ăn vặt. Đã vừa vào được phòng học online rồi. Đừng để ý điều này nhé. Mình cảm giác nếu mà mình không đánh son thì trông đó hơi thiếu sức sống ý. Mình không muốn những cái video thiếu sức sống được lưu truyền đâu các bạn. Vậy là tổng quát vào nói thì mình đã có một chiếc điện thoại kết nối mạng và đồ ăn. Trời ơi, thật là một buổi sáng thanh cảnh. Không biết các bạn có tự hỏi không, nhưng mình thì sẽ tự hỏi đấy là tại sao điện thoại mình phải để tít đây, trong khi bàn học của mình thì ngay đây rồi. Là bởi vì wifi nhà mình quá cùi, xong rồi nếu mà mình chỉ cần dịch điện thoại một tí ra đây thôi nhá, là nó sẽ mất sóng và mình sẽ không học được. Như vậy là đã hết ca học buổi sáng và bây giờ là 11:55 rồi, mình sẽ xuống dưới nhà nấu ăn và ăn trưa. Hẹn gặp lại các bạn sau bữa trưa nhé. Bye bye. Yay, mình đã quay trở lại sau bữa trưa. Bình thường vào cái giờ này trong mình sẽ xảy ra một cuộc đấu tranh vô cùng dữ dội giữa việc có nên đi ngủ trưa hay không. Bởi vì nếu mà đi ngủ trưa thì mình sẽ ngủ trưa phần đến 5-6 giờ chiều mình dậy. Còn nếu mà không ngủ trưa thì người mình nó cứ lâng lâng như chim bay, mình chẳng tập trung vào làm được bất kỳ việc gì hết. Nhưng mà lại phải nói rằng hôm nay rất may mắn, bởi vì chiều mình có một ca học online lúc 2 giờ và đương nhiên là mình không phải đi ngủ được rồi. Tuy nhiên từ rồi lúc mình học thì mình còn khoảng 1 tiếng nữa cơ, nên bây giờ mình sẽ đi xem Netflix. Tiện thể nói về Netflix thì mình đã cày xong bộ Brooklyn Nine-Nine, bây giờ mình đang xem xong cả Friends và The Good Place. Vì mình không có tính kiên trì các bạn nên phim nhiều tập đã đành rồi nhá. Nhưng mà nếu mà mỗi tập dài hơn 30 phút thôi là mình đã không thể xem được rồi. Thế nên mình rất thích xem sitcom ý, bởi vì mỗi tập nó chỉ có tầm 22 phút đổ xuống thôi, và nó không có quá nhiều tuyến nhân vật, cũng như không có quá nhiều tình tiết xảy ra ấy. Mỗi tập nó không liên quan đến nhau mấy, nên mình không phải nhớ nhiều thứ. Và mình thật sự nghĩ là đầu mình sinh ra không phải để tư duy mấy cái kiểu đấy. Nói chung là nghĩ thì cũng được thôi, nhưng mà nếu mình mà nói thì phim sinh ra chỉ để giải trí thôi, chỉ giải trí mà thôi. Đôi khi nó còn mang những bài học nhân văn nữa, nhưng mà chỉ cần thế thôi, chứ cần nó không cần phải quá là suy luận rồi đoán các tình tiết đâu, mình mệt lắm. Bye bye, mình đi xem phim đây. Xin chào các bạn, vậy là mình đã cầm cự sau 3 tiếng toán. Các bạn hãy xem toán bảo mòn con người như thế nào. Vậy bây giờ đến với chuyên mục đi chạy bộ. Bởi vì như các bạn đã biết hoặc các bạn không biết thì một vấn đề
tiềm tàng ở mình, đó chính là: các bạn ạ, cuộc sống này đâu ai biết được chữ ngờ. Mình đã lên kế hoạch rất cẩn thận để hôm nay có một lời tập luyện chăm chỉ thì boom. Mình quên mất rằng theo thông lệ hàng tuần thì hôm nay mình phải quét nhà 4 tầng. Những tưởng là xong việc rồi thì voilà, mình có 100 quả trứng đang đợi được lau khô. Ôi, trông chúng đáng yêu không này. Thế là mình đã quyết định thổi hồn cho chúng nó. Fan! Có vẻ như video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng mình trải qua một ngày nghỉ dịch điển hình nhé. Trời ơi, nói vậy thôi chứ mình đang thực sự rất là stress đây, bởi vì tóc mình duỗi rồi các bạn ạ. Mình mới làm từ đầu tháng 1 và bây giờ đầu tháng 4 nó đã duỗi rồi, có nghĩa là để được có 3 tháng thôi. Như vậy là nhiều hay ít? Ngoài ra thì trước khi đi ngủ các bạn nhớ dưỡng môi nhé. Đây là một việc vô cùng quan trọng. Chẳng hiểu thế nào nhưng mà mình rất thích việc dưỡng môi ấy. Cảm thấy môi bong bóng là một điều vui. Lời nói cuối cùng, nhớ like và subscribe mình nhé. Trời ơi, sợi tóc. Lời nói cuối cùng, nhớ like và subscribe cho mình nhé. Mình sẽ quay trở lại sớm thôi. Và các bạn có điều gì muốn nói hãy comment cho mình biết nha. Bởi vì mình muốn được cải thiện ý và tiến bộ. Thật sự muốn. Vậy, thôi các bạn. Bye bye. Wait. Như thông lệ bình thường thì mình vẫn còn điều muốn nói. Đó chính là chúc mừng sinh nhật bản thân. Chúc cậu tuổi mới thật ý nghĩa và hạnh phúc. Cho dù cậu có quyết định thế nào và làm bất cứ điều gì thì tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu. Vậy nhỉ? Thế thật rồi đấy, tạm biệt các bạn.